máy luôn nha mọi người ơi. À, cập nhật xe đằng kho 2 nha mọi người. Full LED mới về. Này full X. Cái kia full Riton ha. Máy này dãy xe Taiga ha. Này Winner V. Radio hạt màu càng hai chiếc luôn ha. Quay RSX 100 nha nè. Alpha cộng màu cau khô nha mọi người. Hai thì ha, hai thì nguyên zin luôn. BCS nha nè. Xe nào đó thì anh em liên hệ nha nè. Báo giá xe kho 2 nha mọi người. Này 12. Này 20 triệu 500. Xe này đi rất là ngon luôn á. Quy sành này ổ khóa smart key ha, 26 triệu. Hồ sơ có sẵn. Gen D 18 năm. Này 14 năm. Này 11 năm. Vừa đẹp vừa rẻ luôn. Rồi, dãy tiếp theo ha. S10 Atmore côn tự động Raider. Raider đen 29 ha, đỏ 32 triệu. 17 năm nha. 135. Subiva FI. 10 triệu 500 ha. Rồi, nhảy tiếp theo anh em ơi. Future 1. Future 1. Giá trên điên anh em ơi. Xám lông chuột 17 ha. Q2 này cũng 17 luôn nha. Cá lâu kiếm 16, Alpha 19. Con này 12 năm. Sirius. Bô nhỏ ha. Này 23 triệu nha. Sirius FI Asilo. Này 12 năm. Này 11 năm. Suviva ha. Này 10 triệu. Này 14 triệu. X-Bay nó bắn rồi nha. Bay anh em chuyển tiền. Alpha 100 anh em ơi, 12 triệu máy riêng á. Máy riêng đi niền nhôm tâm màu. Đồng hồ điện tử. Có 12 triệu. Alpha 100. Trung Quốc 3 triệu rưỡi. Cúp. Con gen này máy cực kỳ êm nha. 8 triệu rưỡi. Nô 6 15 triệu nha nè. Này 28, này 26, này 28.
thằng này 20, thằng này cọc rồi, chứ HB đỏ nó cọc rồi. Rồi, xin cảm ơn.